em có quen một bạn, sau khi chia tay á, thì bạn đó bị tai nạn và cũng mất. Thì sau khi bạn đó mất thì em mới phát hiện là mình phát hiện ra mình có em bé thì thực ra em cũng hơi sốc và em suy nghĩ là bây giờ không biết phải làm như thế nào, giữ hay là bỏ. Thì thực ra em cũng không thể về hỏi mẹ được, thì vì mẹ em là một người hướng nội và sống rất là cổ hủ. Mẹ mẹ chỉ suy nghĩ về dù hình ảnh của ba mẹ hay là như thế nào đó thôi, thì em không thể hỏi mẹ được. Thì em có hỏi mấy chị gái của em, thì có một số chị thì bảo giữ, có một số chị thì bảo là thôi, nếu mà một mình em khó khăn quá thì thôi, không cần giữ. Sau khi suy nghĩ hoài thì em mới suy nghĩ là thôi, bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi và em có một cái suy nghĩ, ví dụ mà 30 tuổi á, em chưa kết hôn, em sẽ sinh một đứa con trai để em làm mẹ đơn thân. Thì bây giờ nó đã đến với em, cái duyên nó đã đến trước rồi thì em sẽ giữ lại. Thì em mới về em nói với mẹ em á, là em đi Đà Lạt. Em đi làm xe để em không về. Và một mình em tự sinh và nuôi bé một mình, cái ngày đi đẻ em cũng phải đi một mình luôn. Và đó là vô đợt dịch, thì sự rất là khó khăn, phải chống chọi và phải trải qua, không chỉ có một mình em. Bây giờ thì hai mẹ con đã ổn định chưa? Dạ hiện tại thì bà ngoại, sau khi em sinh một tháng á, thì mẹ em gọi cho em thì em vẫn giấu, cho đến khi bé gần một tháng thì em đang nói chuyện video với mẹ thì bé khóc. Em nói thôi bây giờ con nói cho má nghe và đừng có chửi con. Thì em mới quay bé cho mẹ coi, thì mẹ coi mẹ cũng sốc, mẹ cũng khóc rất là nhiều luôn. Mẹ nói là trời ơi sao mẹ không về để mẹ nuôi. Thế nó không, con không về được, tại vì con sợ mẹ xấu mặt với lại bà con họ hàng lắm. Nhưng mà mình là mẹ, mẹ biết là mình thương con của mình, à, mình cũng thương mẹ của mình nữa. Bây giờ em đứng giữa cái sự gọi là sĩ diện của cha mẹ, đứng giữa tình thương của con gái thì em không biết phải làm sao, nên em chỉ biết chọn như vậy thôi. Thì sau khi mẹ biết thì mẹ nói là thôi về đi mẹ mẹ chăm. Câu chuyện tới đây thì anh nghĩ rằng bên nhà trai cũng hiểu rồi ha, chia sẻ với anh tất cả vấn đề đó. Thôi thì mình bỏ qua đi, bây giờ ta nói chuyện sắp tới đi, nói về tương lai đi ha. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì em đi với mẹ em với dì hai em. Giờ em thấy cháu thì cũng lanh lợi, cũng dễ thương. Đáng thương, nói nãy giờ cô dưới này cô rướm nước mắt á, cô đáng thương, nói nghe thương quá à. Hai cháu tự tìm hiểu nhau. Nhưng mà rất là mạnh mẽ đó cô hả, một mình mà sanh con nuôi con như vậy mà không bỏ đứa con của mình là rất là mạnh mẽ. Cô ở dưới này nè, cô xúc động đó. Dạ nghe cả, ai cũng xúc động hết á, không ai mà muốn. Dì thấy bên đó được không? Cô này nói chuyện thẳng thắn mà có gốc thật tình, nhưng hoàn cảnh đáng thương. Nếu như cháu tôi mà với bên này hai cháu có duyên với nhau, tôi đây sẵn lòng đem cháu về nuôi luôn. Thôi, quá trời. Cảm xúc em như thế nào khi nghe được những lời này? Dạ thật sự là em rất cảm ơn tình cảm mà nhà trai dành cho em ạ. Dì là dì mong là nuôi cháu dữ lắm rồi. Đúng rồi, dì là rất là trân trọng luôn đó. Tới giờ không có đứa cháu nữa hết. Nghe em bé vậy đó, cháu nó hoàn cảnh vậy đó là đáng thương mà rất là trân trọng. Chỉ cần lời nói của dì thôi làm ấm áp bên nhà gái rồi đó. Nhà gái đi với ai nè? Dạ em đi với lại hai chị gái của em ạ. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào MC Quyền Linh và chào tất cả các khán giả tham gia chương trình ạ. Em tên là Diệu Lành, là chị ruột của Diệu Hiệp. Bạn trai này là bằng tuổi với em luôn á. Hay nhìn bạn cũng hiền, nhưng mà mặt hình như có vẻ hơi khó tính một chút á. Khó tính không vậy? Khó không, nói cho người ta nghe. Dạ cũng tùy chuyện thôi anh. Còn em thì vui vẻ, hòa đồng. Còn những chuyện mà mình đáng khó thì mình nên khó. Sao mà em khóc vậy? Dạ em nghe câu chuyện của bạn gái em thấy xúc động quá cho nên em kiềm chế không được. Thì bạn cũng là người tình cảm. Tình cảm. Thì bé em của em thì nó rất là mạnh mẽ, độc lập. Cho nên là người đàn ông phải mạnh mẽ và độc lập hơn nó thì mới có thể là bền được. Nhà gái cũng khóc, nhà trai cũng khóc. Rồi mình gặp mặt sao đây? Rồi, nào,
tặng bó hoa cười tươi lên chàng trai ở Vĩnh Long. Có đây là với anh có món quà gửi tặng em. Chúc em cho dù cuộc sống này có xảy ra vấn đề gì thì em mong em là lúc nào cũng vui vẻ như những bông hoa mà anh gửi tặng. Em cảm ơn. Được, cảm ơn. Dễ cưng quá. Dạ, thực ra thì hôm nay em đến đây là không có chuẩn bị quà cho anh. Có một lý do là ví dụ giống như là mình có duyên thì em nghĩ em sẽ làm một món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế dành cho anh luôn ạ. Trời ơi. Rồi, ngồi xuống đó đi em trai. Tại vì anh nghe cái hoàn cảnh em kể cho nên anh xúc động, cho nên anh kiềm chế không được. Còn em nếu mà tìm được một người phù hợp á thì em có sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa, hay là em phải chờ đến một khoảng thời gian nào đó? Thực ra thì em có một mong ước là hoàn thành cái mong ước của em trước, sau đó thì em mới kết hôn. Thì hiện tại thì cũng đã được khoảng 80% rồi, nghĩa là em đang để dành dụm một số tiền phụ cho bố mẹ xây nhà. Thì khoảng sang năm thì có thể xây dựng được. Thì sau khi em hoàn thành được cái đó, mua tặng cho bố một chiếc ô tô thì là xong nhiệm vụ của em, thì em vẫn có thể kết hôn được ạ. Anh cũng mong là em với anh cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh thấy là con gái bây giờ là người ta không thích làm dâu. Ví dụ như những công chuyện nhà, mà những công chuyện mà làm dâu đó là anh có thể phụ giúp em được hết. Đó, như vậy thì em có ngại cái chuyện làm dâu không? Tại vì ở nhà bây giờ anh sống chung với cha mẹ là có thể về là em làm dâu rồi đó. Hiện tại là anh có một mình anh là con trai đúng không ạ? Anh hai anh, rồi tới anh, rồi tới nhỏ em gái. Nhưng mà dạ, có gia đình ở riêng hết này. Thực ra cái câu chuyện làm dâu á, nó cũng rất là đơn giản ạ. Mẹ chồng và nàng dâu chỉ cần thực sự là trân quý, yêu thương nhau thì sống chung nhau thì mình cũng xem giống như là mẹ ruột của mình thôi. Cái điều quan trọng là công việc thôi ạ. Công việc của mình ở đâu và ở đâu mình phát triển được thì mình sẽ ở đó. Ví dụ mà kết hôn thì đi về nhà chồng thì mình sẽ về nhà chồng ở. Nhưng nếu mà có một điều kiện thuận lợi hơn để phát triển ở một vùng nào khác thì vẫn có thể di chuyển được. Và em cũng không có ngại về cái vấn đề làm dâu. Mà em cũng không ngại về quê Vĩnh Long của anh làm việc luôn đúng không? Dạ, thật ra thì người miền Tây, tại vì mẹ của em là 8 tuổi là về Đồng Tháp, cho nên là mẹ em cũng có mấy gì cũng là người miền Tây luôn. Thì người miền Tây thì rất là thật thà, rất là dễ thương. Cái vấn đề mà về Vĩnh Long thì em không ngại. Nhưng mà do em là một người hướng ngoại á, và nên là em vẫn thích mình được ở thành phố để phát triển tiếp cái công việc hiện tại của mình á. Thí dụ giờ em sẽ, nếu mà có vợ thì sẽ hỗ trợ vợ làm gì để có phát triển kinh tế gia đình nè? Vợ em có công việc của riêng mình thì về bên Vĩnh Long thì có thể là mình vẫn là tiếp tục làm công việc đó. Hoặc là nếu không làm công việc đó thì có thể là làm chung với anh. Chuyên ngành của em là quản trị kinh doanh. Dạ, không thuộc về ngành y cho nên em nghĩ là mình không thể làm chung. Rồi kinh doanh, thí dụ em có thể mở spa hay là làm gì đó về làm đẹp về, dạ, được không? Rồi. Dạ được ạ. Còn thật ra Vĩnh Long, thành phố Hồ Chí Minh nó không có gì xa chứ. Nha. Anh với vợ anh còn ở ngoài Bình Định gần cả ngàn km, người ta còn yêu nhau được, hồi xưa cũng cãi nhau. Bình Định là luôn. Quê của ba em. Vậy đó hả? Dạ. Tương tay chút xíu nữa nè. Đây, tới gần xíu nữa mình nói chuyện tình cảm chút xíu nè. Giờ chuyện làm ăn bỏ qua một bên đi. Anh xin phép nắm tay. Dạ. Nói đi. Đối với anh thì công việc gia đình thì anh có thể phụ giúp vợ. Anh sẽ cố gắng đem lại những điều tốt đẹp nhất, đem lại hạnh phúc cho vợ con của mình. Anh phải cố gắng làm điều đó. Dạ. Còn em thì nếu mà em làm vợ thì em có nói gì với anh không? Dạ, thực ra thì về gia đình thì em biết nấu ăn, em chăm sóc gia đình được. Anh thì chắc chắn là sẽ bấm nút rồi đó, cho dù em có bấm nút hay không. Nhưng mà anh mong là em sẽ bấm nút để mình có cơ hội tìm hiểu nhau ở ngoài nhiều hơn. Hay lắm, đúng. Đó mà bản lĩnh đàn ông. Chúng ta phải bấm bằng cả trái tim của mình nha. Không bấm vì bất cứ điều gì cả. Nhà trai chúng tôi rất là được đấy. Quan trọng do bạn gái quyết định hay không thôi. Còn bạn trai đã nói rồi, bấm hay không bấm, tôi cũng bấm. Rồi, các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1
3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng cho sự gặp mặt ngày hôm nay. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Anh xin phép. Đó. Bây giờ nụ hôn đầu tiên. Em xin phép hai chị với em cho anh được hôn em một năm. Chúc em hạnh phúc.